Xin chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh Isfin Channel. Và hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái từ quá khứ nữa, đó là gì? Quá khứ tiếp diễn. Ok, khi nào sử dụng cái từ này và cách thành lập như thế nào, làm sao để chúng ta phân biệt với từ quá khứ đơn và với rất nhiều cái từ khác trong một cái bài tập tổng hợp về thi. Đấy. Video này sẽ giúp chúng ta giải quyết những cái băn khoăn đó. Ok, are you ready? Let's go. Trước tiên ấy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là khi nào thì sẽ sử dụng cái từ quá khứ tiếp diễn. Ok. Thứ nhất là gì? Như cái tên vốn có của nó, chúng ta sẽ dùng cái thì quá khứ tiếp diễn khi chúng ta muốn diễn tả những cái hành động, những sự việc mà nó gì, nó đang xảy ra trong quá khứ. Đấy. Nhưng mà này, phải gì? Phải là tại một cái thời điểm cụ thể trong quá khứ. Đấy, cái điểm mấu chốt để chúng ta phân biệt với thì quá khứ đơn. Nhé. Và lúc này thì chúng ta sẽ thấy là gì? Câu sẽ thường có các cái cụm trạng từ chỉ thời gian cụ thể, chi tiết trong quá khứ, như là gì? At cộng với giờ, rồi đến là cái mốc thời gian quá khứ. Ví dụ như là gì? At 8 p.m. yesterday, hay là at 9 last night, hay là this time last week, vân vân. Đấy. Nếu như chỉ có yesterday không á, thì sẽ là gì quá khứ đơn. Chỉ có last night không thì sẽ là gì thì quá khứ đơn, vân vân. Đấy. Nhưng mà thêm cái at cộng với giờ, hay là thêm cái this time vào phía trước, đấy, thì nó thành cái thời điểm rất là cụ thể và chúng ta sẽ thì hầu hết là sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Ok. Ví dụ như là gì? I was sitting at the cafe at 8 last night. Đấy. Hay là gì? They were eating dinner at 7 p.m. last Saturday. Đấy. Cái phần ví dụ thì đối với bản thân các em ấy, thì các em hãy lấy một vài ví dụ về những cái gì mà nó đang diễn ra ở giờ này ngày hôm qua, đúng không? Hay là giờ này tuần trước chẳng hạn. Đấy, chúng ta lấy ví dụ với bản thân mình luôn. Đấy. Lấy được những ví dụ mà nó trực quan, nó thực tế như vậy ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta hiểu bài rất là nhanh và nhớ rất là lâu, vì chúng ta đã ứng dụng được cái bài học vào cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo thì khi chúng ta muốn diễn tả những cái hành động, những sự việc mà nó đang xảy ra trong quá khứ, thì có một hành động khác, một cái sự việc khác nó xen vào. Đấy, thì khi đó chúng ta cũng sẽ dùng cái từ quá khứ tiếp diễn. Và cái hành động mà nó xen vào đấy, nó cắt ngang vào đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái từ quá khứ đơn. Đấy. Lúc này thì trong câu sẽ thường có cái hai trạng từ chỉ thời gian là từ when hay là từ as. Đấy. Các em hãy dừng lại video một phút để chúng ta gì? Ta nhớ lại xem là ngày hôm qua hay là cái thời điểm nào đó trong quá khứ, đúng không? Là mình đang làm cái việc gì đó mà lại có một cái việc khác xen vào. Đấy. Nha, chúng ta tưởng tượng nhớ lại thử xem. Đấy. Chẳng hạn như gì, khi mình đang nói chuyện trong lớp thì có gió vào, đúng không? Hay là gì, mình đang chơi game thì có bạn gọi điện, hay là mình lúc cả nhà đang ăn cơm, đúng không, thì cái điện thoại nó lại reo. Đấy, đang làm bài tập thì có một tin nhắn đến, vân vân, rất là nhiều. Đấy. Đấy, chúng ta có thể lấy những ví dụ như thế để hình dung lại để nó gắn liền với cái cuộc sống của chúng ta nhá. Chúng ta có thể quan sát thêm cái ví dụ sau đây, như là gì, I was doing my homework when my friend called me. Đấy. Ở đây là gì? Ta có hành động là cái hành động làm bài tập là nó đang diễn ra, đúng không? Thì chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn. Còn hành động là gì? Bạn gọi điện thì là cái hành động đấy nó xen vào. Chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn. Thứ ba, khi chúng ta muốn diễn tả hai hay là nhiều hành động đồng thời xảy ra trong quá khứ thì chúng ta sẽ dùng cái thì quá khứ tiếp diễn. Đấy. Trong trường hợp này thì các hành động đồng thời xảy ra tại một thời điểm cùng một lúc luôn. Nhá. Và trong câu thì thường sử dụng trạng từ why. Đấy. Và đôi khi thì có cả từ when và as. Đấy. Thì nó tùy theo tình huống thì chúng ta phải phân tích. Ok, các em thử tưởng tượng xem là trong gia đình mình ấy, một cái buổi tối của một cái ngày đẹp trời nào đó, đúng không? Có nhiều cái hoạt động nó cùng xảy ra cùng một lúc. Đấy. Và chúng ta thử đặt câu xem. Ok, ta hãy cố nhớ lại xem như thế nào. Và nếu không nhớ lại được thì chúng ta hãy tưởng tượng và chúng ta đặt câu, đúng không? Cái điều này nó sẽ giúp chúng ta thì hiểu bài rất là nhanh và rất là lâu. Ok, chúng ta có thể quan sát thêm ví dụ dưới đây nhá. Ví dụ thầy cho ra là gì? While I was learning English, my sister was listening to music. My brother was playing games and my parents were watching TV. Đấy. Ở đây thì có tới 4 hành động, đó là gì? Học tiếng Anh này, nghe nhạc này, chơi game này, xem TV này, đồng thời xảy ra một lúc trong quá khứ. Đấy. Và chúng ta sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn với cả 4 hành động luôn. Trên đây chúng ta vừa tìm hiểu ba cái sử dụng cơ bản nhất của thì quá khứ tiếp diễn. Và các em thử nhắm mắt lại để chúng ta tóm tắt lại xem nội dung bài của chúng ta. Như vậy, thứ nhất là gì? Cái hành động mà nó đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Đấy. Thứ hai là gì? Hành động nó đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động quá khứ khác xen vào. Đấy. Cái hành động quá khứ xen vào này sẽ được dùng ở thì đơn, quá khứ đơn nhá. Đấy. Và thứ ba là gì? Dùng để diễn tả hai hay là nhiều hành động đồng thời xảy ra trong quá khứ. Đấy. Và như vậy thôi là ta đã hiểu bài luôn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về công thức thành lập thì quá khứ tiếp diễn. Công thức thì cũng gần giống như là cái thì hiện tại tiếp diễn đấy, chỉ khác là gì? To be chúng ta sẽ chia thì quá khứ. Đấy. Và một cái điểm nữa là ở đây chủ ngữ sẽ được chia thành là gì? Hai nhóm thôi. Đấy, đó là gì? Nhóm I, he, she, it, danh từ số ít này, danh từ không đếm được. Đấy. Và cái nhóm thứ hai là you, we, they và danh từ số nhiều. Đấy.
công thức cụ thể như sau. Dạng khẳng định với chủ ngữ là I, he, she, it, danh từ số ít hoặc là danh từ không đếm được, chúng ta dùng với là was, verb in. Và với nhóm là you, we, they, danh từ số nhiều, chúng ta sẽ dùng là were, verb in. Sang dạng phủ định thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc thêm not sau to be. Như vậy với cái nhóm chủ ngữ là I, he, she, it, danh từ số ít hay là danh từ không đếm được, chúng ta sẽ dùng là was not và viết tắt là wasn't, rồi đến là verb in. Còn với là gì? You, we, they, danh từ số nhiều, chúng ta sẽ dùng là were not và viết tắt là weren't, sau đó thì đến verb in. Sang dạng câu hỏi thì chúng ta chỉ việc đảo cái to be lên đến đầu, lên trước chủ ngữ nhé. Vậy chúng ta sẽ được là was, rồi đến là gì? I, he, she, it, hay là danh từ số ít, danh từ không đếm được, đúng không? Rồi đến là gì? Verb in. Và chuyển were lên đầu, đúng không? Đối với cái nhóm là gì? You, we, they, danh từ số nhiều, sau đó sẽ đến là gì? Verb in. Và nếu như có cái từ để hỏi thì chúng ta chỉ việc thêm cái từ để hỏi đó ở đầu câu hỏi, giống như cái gì khác là chúng ta sẽ được câu hỏi với từ để hỏi. Ok. Về quy tắc thêm đuôi anh ấy, thì thầy đã hướng dẫn cái phần này ở trong cái video về thì hiện tại tiếp diễn. Bạn nào mà chưa nhớ thì chúng ta có thể xem lại cái video mà thầy đã hướng dẫn ở cái thì hiện tại tiếp diễn nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần lý thuyết về thì quá khứ tiếp diễn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta làm bài tập để kiểm tra xem cái khả năng hiểu bài của chúng ta. Ok. Trong cái bài tập này thì chúng ta sẽ phân biệt giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn, là một cái dạng bài tập cũng rất là phổ biến trong các kỳ thi của các em. Chúng ta có 5 câu như sau. Câu 1 chúng ta có là why I walk in the garden I see a snake. Đấy. Ở đây chúng ta có hai hành động là đi bộ, walk, và thấy, see, đúng không? Chúng ta hình dung có cái tình huống là gì? Mình đang đi bộ trong khu vườn thì mình nhìn thấy một con rắn. Đấy. Như vậy cái việc đi bộ gì nó đang diễn ra, đúng không? Cái việc gì nhìn thấy con rắn nó thì nó xen ngang vào. Đấy. Thì cái việc đi bộ chúng ta sẽ dùng là thì quá khứ thực diện. Và cái hành động con nhìn thấy con rắn xen vào, đúng không? Chúng ta sẽ dùng là thì quá khứ đơn. Đấy. Và đối với động từ đi bộ walk thì theo công thức chúng ta sẽ được câu trả lời là was walking. Đấy. Còn hành động nhìn thấy thì vì nó là động từ bất quy tắc see, saw, seen, đúng không? Chúng ta sẽ lấy cái cột thứ hai nhé, là cột quá khứ đơn, và chúng ta sẽ được đáp án là saw. Đấy. Sang câu thứ hai chúng ta có là Bill fall off the ladder why he paint the ceiling. Đấy. Ở đây có hai cái hành động là ngã thang, đúng không? Và hành động là sơn trần nhà, fall và paint. Đấy. Dựa theo tình huống thì ta sẽ có nghĩa của câu là Bill ngã thang trong khi anh ấy gì đang sơn trần nhà. Đấy. Như vậy cái hành động sơn trần nhà nó đang diễn ra, chúng ta sẽ dùng là thì quá khứ tiếp diễn, đúng không? Và hành động ngã nó xen vào, đấy thì chúng ta sẽ dùng là thì quá khứ đơn. Đấy. Động từ paint được chia theo công thức sẽ là was painting. Đấy. Còn động từ fall thì nó là động từ bất quy tắc có ba dạng là fall, fell, fallen, nên chúng ta sẽ được đáp án là fell. Ok. Sang câu 3 chúng ta có là last night I reach in bed when suddenly I hear a scream. Đấy. Ở đây ta có hai động là đọc sách và nghe thấy cái tiếng la hét. Đấy. Thì theo thông tin của câu chúng ta dịch được nghĩa của câu về cơ bản là gì? Tối qua tôi đang đọc sách trên giường thì bỗng nhiên tôi nghe thấy cái tiếng la hét. Đấy. Như vậy là gì? Cái hành động đọc read đang xảy ra chúng ta sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn, đúng không? Còn cái hành động gì nghe thấy thì nó là xen vào, đúng không? Chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn. Đấy. Và theo công thức thì động từ read sẽ được chia là was reading. Đấy. Còn động từ hear là một động từ bất quy tắc với ba dạng là hear, heard, heard. Do vậy chúng ta sẽ được đáp án đúng là heard. Ok. Sang câu số 4. You watched television when I phoned you last night. Đấy. Ta thấy đây là câu hỏi và chúng ta dựa theo thông tin cho trước. Đấy, chúng ta có nghĩa của câu là có phải bạn đang xem TV khi tôi gọi bạn tối hôm qua hay không? Đúng không? Như vậy là cái gì? Cái hành động xem TV đang xảy ra, hành động gọi điện xen vào. Cái hành động xen vào người ta đã dùng ở thì quá khứ đơn rồi, đúng không? Đến bây giờ cái hành động xem TV đang xảy ra, chúng ta sẽ phải dùng ở thì quá khứ tiếp diễn. Và đây là câu hỏi, cho nên chúng ta sẽ được cái công thức là gì? Were, rồi đến là chủ ngữ, rồi đến verb in. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có là gì? Were you watching? Sang câu số 5. Yesterday evening, Tim have a bath when the phone ring. He got out of the bath and answered the phone. Đấy. Câu này thì nhìn hơi dài một xíu đúng không? Có tới ba động từ cơ. Đấy. Chúng ta sẽ cùng phân tích qua cái nghĩa của câu. Ok. Là gì? Tối qua Tim đang tắm thì cái điện thoại nó reo. Đấy. Anh ấy gì? Ra khỏi phòng tắm và nghe điện thoại. Đấy. Như vậy ta có hành động tắm là đang xảy ra. Chúng ta sẽ dùng là gì? Quá khứ tiếp diễn. Còn cái hành động điện thoại reo nó xen vào, chúng ta sẽ dùng là gì? Quá khứ đơn. Và cái hành động trả lời điện thoại là hành động tiếp theo của cái việc chu reo, nên chúng ta sẽ dùng là gì?
Và thưa đây, động từ have chia theo công thức chúng ta sẽ được đáp án là was having, đúng không? Động từ ring là động từ bất quy tắc với ba dạng là ring, rang, rang. Chúng ta sẽ được đáp án là rang. Còn động từ answer là động từ có quy tắc, chúng ta thêm đi và chúng ta sẽ được đáp án là answered. Ok. Như vậy là gì? Chúng ta vừa mới học phần lý thuyết về thì có cái thứ diễn và vừa được luyện tập về cái bài tập áp dụng. Đấy. Riêng phần thì ấy, thì các em cần lưu ý là ở mỗi phần thì các em cần phải tự mình tổng hợp lại để chúng ta ghi nhớ ba cái nội dung cơ bản. Đấy là gì? Đó là cách dùng của cái thì đó này, đó là công thức thành lập như thế nào này và cái dấu hiệu nhận biết sẽ làm sao này, đúng không? Đấy. Thì gặp đến các thì là các em phải lưu ý cả ba cái nội dung đó nhé. Nếu còn vấn đề gì nữa thì các em có thể gì comment ở phía dưới để thầy có thể giải đáp cho chúng ta. Ok. Và thầy hy vọng là cái bài giảng này có ích cho các em trong kiểu tiếng Anh. Các em đừng quên bấm like, share và subscribe nếu các em chưa đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Goodbye and see you again.